Xin chào bác, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay bên cửa hàng em quyết định lên sóng cho anh em một siêu phẩm vang cửa lấy số JBLS 8 Plus. Và phiên bản này bên cửa hàng em đang có chương trình khuyến mại đặc biệt nhất và giá thành em sẽ để ngay trên kênh tiêu đề để các anh em có thêm sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng hát gia đình. Đó là dòng vang cửa lấy số JBLS 8 Plus phiên bản mới nhất cho anh em, đầy đủ tính năng để các bác anh em có thể trải nghiệm âm thanh. Anh em có thể sử dụng nâng cấp trực tiếp với âm ly, ghép đối cục đẩy, ghép đối đẩy liền vang đều được cả bác nhá. Và đây là giao diện của JBLS 8 Plus cho anh em ạ. Mặt hình thức giao diện phiên bản màu đen cho anh em rất dễ phối đồ, cộng với đó là đầy đủ tính năng để các bác anh em có thể trải thoải mái lựa chọn và sử dụng căn chỉnh bằng cơ, thao tác cực kỳ là dễ dàng. Mặt màn hình LCD, các chức năng thông số nó sẽ hiển thị hết trên này rồi. Input của chúng ta chuyển cổng lấy nhạc qua USB, đường cổng quang, đường cổng coaxial, đường AUX. Đấy, để chúng ta có thể lấy nhạc qua bất kỳ một đường tín hiệu nào từ TV, máy tính hay điện thoại di động này. Ba phím volume thiết kế có đèn led rất là đẹp mắt, rất là dễ sử dụng, đó chính là âm lượng tổng mic, echo vang nhạc, âm lượng tổng nhạc. Và ở đây sẽ có 16 tính năng để hỗ trợ giọng hát các anh em trở lên hay hơn, đó là echo, reverb, effect EQ, cái giải 30 chép phần mic, 30 chép phần nhạc, thêm chế độ cắt sub nữa và 16 tính năng bên em hỗ trợ căn chỉnh trước khi bác em nhận hàng nhé. Và ngoài ra thì anh em có thể sử dụng qua rất nhiều các đường cổng cắm khác nhau phía mặt sau đây các bác. Bao gồm cổng 2 cổng sub bằng canon, thêm 2 cổng RL để chúng ta ghép đối âm ly cục đẩy, thêm cổng sub bằng hoa sen, thêm tính năng red out để anh em lấy đường tín hiệu hoa sen, hoặc là chúng ta sử dụng tính năng hát live stream rất là hay và đặc biệt đúng không ạ? Và toàn bộ các đường kết nối lấy nhạc ở góc tay phải màn hình các bác, coaxial, đường Bluetooth 5.0, đường cổng quang. Các cái cổng mic A, mic B có thiết kế âm lượng tổng riêng biệt cho các bác anh em sử dụng nhá. Rất là tuyệt vời. Đây sẽ là một trong siêu phẩm vang cửa lấy số không thể thiếu được cho mọi phòng hát gia đình để các bác anh em có thể trải nghiệm âm thanh tốt hơn này. So với việc chúng ta sử dụng âm ly thông thường ấy thì anh em hoàn toàn sẽ thấy ngay đó là sự cải thiện về tiếng chất lượng âm thanh, đặc biệt cái giọng hát. Nó sẽ có cái giải echo ngọt ngào hơn việc chúng ta sử dụng âm ly, hay là nó có thêm các tính năng reverb mà âm ly không thể làm được. Và ngay bây giờ thì cùng với em nắp tai nghe trải nghiệm tiếng chất âm thanh của siêu phẩm vang cửa lấy số JBLS 8 Plus phiên bản mới nhất nha. Ở đây thì em sử dụng luôn đó là bộ mic dây rẻ tiền thôi. Em cũng có anh em test tiếng chất lượng âm thanh từ giải echo và khả năng trường hú của em này nữa. Vâng, các anh em đã được trải nghiệm tiếng chất âm thanh của JBLS 8 Plus. Anh em thấy sao ạ? Từ chế độ echo ngọt ngào kết hợp thêm tính năng reverb sắc nét, các cái giải bass trick chép của phần effect EQ ấy, nó sẽ hỗ trợ cho cái giọng hát anh em trở lên thanh thoát hơn, tiếng ra nhẹ nhàng, dễ hát, tiếng lịnh hơn. Và âm ly thì chúng ta chỉ có thể là căn chỉnh được cái giải echo thôi, thậm chí nhiều con âm ly nó rất là khô khan về mặt echo đúng không ạ? Và khi đó thì chúng ta chỉ có cách là sử dụng nâng cấp thêm cho mình, đó là vang cửa lấy số. Và ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng vang cửa lấy số rất là nhiều trên thị trường, và một trong số đó có thể hỗ trợ trong việc chúng ta hát phòng hát gia đình tốt nhất đó phải kể đến JBLS 8 Plus. Và ngày hôm nay bên cửa hàng em quyết định giảm giá sâu cho anh em, giá thành em sẽ để ngay trực tiếp ở thanh tiêu đề để các bác anh em có thêm một sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho mọi phòng hát gia đình, đó là siêu phẩm vang cửa lấy số JBLS 8 Plus. Khi bác em nhận hàng bên cửa hàng em thì luôn luôn được kiểm tra hàng và thanh toán sau rồi, và bên em tặng thêm cho anh em đôi dây chúng ta ghép đối xuống bất kỳ một thiết bị nào, ghép đối âm ni, ghép đối cục đẩy, đẩy liền vang, thậm chí ghép vào loa kéo đều được cả với phiên bản JBLS 8 Plus. Và video của em xin dừng lại tại đây, lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.